có túi tiền. Đúng vậy, chính xác. Tự nóng nữa vậy á. Tự nóng có túi vậy á. Nè coi kỹ nè nghe, biến 1, 2, 3 mất nha. Không phải mất đâu, đừng có hiểu lầm nè. Nè coi nè nghe, rõ ràng nha. Rồi, túi thấy có cái túi không? Không có phải không? Bây giờ tôi mô ra cái túi của nó. Rồi. Ok. Giờ chuẩn bị nha. Rồi. Nó ở đây phải không? Rồi, bây giờ phải khui nó ra lấy cái túi. Đây kìa. Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi mừng anh. À nghe sao chỉ hả? Vui lúa thơm ơi. Người ta lấy cái túi này. Đây, lấy cái túi đây. Túi tiền không có lủng qua bên kia. Cái túi của nó nè. Trình túi nó quấn lại. Thấy chưa? Trong nó có sợi chỉ đó, chỉ không phải sợi chỉ là cái túi. Túi đó mà anh rút ra rồi mất tiêu. Anh lấy cái tay anh đụng ra mất tiêu liền. Thấy không? Không cấn không gì hết. Mà anh tìm cái dao nó biết nó có cái túi đó. Túi tiền, nó gọi là túi tiền. Thấy chưa? Mới đọc thôi chưa, đâu ai biết đâu nè. Chắc vô. Vậy dưới này cũng phải có cái túi không anh? Không có, không có. Có một cái đó thôi. Đấy. Bao cái túi tiền lận. Đây nè. Wow. Túi tiền. Vậy là làm giả không có? Làm giả nó là không được. Không. Đây nè, tại cái lý do tại sao làm không được. Coi coi kỹ nè nha. Ghim vô gì. Lúc mà mình vừa ghim vô gì, nó không lủng qua bên kia. Nó có cái túi của nó luôn. Nè. Anh thấy không? Sài Gòn kia coi. Nè. Sài Gòn. Không có cái túi rồi nha. Mà bên đây là lủng nè. Để dây chỉ tôm luôn đi. Là cái dây đó. Không, nhưng mà đồng nào cũng y chang vậy. Ừ. Nó làm cái móc đó. Nó làm cái móc luôn. Mỗi lần chăm bạc á, để cho cái đèn này dòm thấy cái hình của ông truyền thống là dòm ngay cái hình đó. Quá ngon. Bữa ăn đơn sơ. À, đơn sơ một mạng. Nó đơn sơ mà nhiều món đó anh. À. Đâu có uống. Không có, của anh á. Anh đó hả? Anh đó là tổ trưởng. Mấy phần thôi, nguyên dặn đó đâu biết đâu. Nguyên dặn sao muốn vậy chứ không phải là mua mấy phần. Như đêm đó vậy là trúng mánh ông này á. Con nhỏ bể nó đẹp lắm. Ừ. Trời ơi, nó đeo khẩu trang đẹp lắm. Happy New Year đi. Happy New Year. Yeah. Happy New Year. Happy New Year. Cú ba đẹp lắm đó. Tết mà. Không có bị khô quá này cái đó. Dạ. Nhưng mà hình như cái tái luôn. Sao chị không muốn sáu trái cơ? Sáu đồng chín chín. Có 6 đồng 99 đẩy về đẩy thì phải vô phát cổ. Dạ. Nó tuyệt tình. Nhưng mà cũng 32 đồng tê tái người luôn. Lẹ đem ra rồi mình không lấy nó chửi mẹ. Ơi khốn nạn ghê. 4 cái đu đủ mà 6 cái đu đủ. Đến không? Chị không dám mua tên đu đủ ở nhà trên đây. Thôi đó. Thì mua cháy cái xoài đó nó bán 9 đồng hết vào đó. Rồi cái mua, thôi để mua đại trong cái đó là quay bữa đi. Dạ, dạ. Một trái đủ 50 cent. Tại vì chị biết không, bây giờ ở người ta cứ chỉ đi là cái ngày Tết. Cho nên đó là họ cũng kêu giá nào. Mình không có được quyền lựa chọn. Cái xoài đó là cái dịp Tết là dịp
người ta cũng đang kiếm được tiền là mà Mỹ năm nó hạ giá cho dịch chúng ta dương là đảo ngược lại.